lá gai cũng được. Lá phát ha. Để lâu anh lâu ngày cái nó chết luôn. Mình có đẻ rồi cái nó già nó chết gì vậy? Thấy gì chứ ốc này nó ngon. Trời thằng nó lỡ nè anh ta. Ngon lắm ngon. Ngon bún ốc bún miệng. Kỹ thuật chế biến à. Hồi này Hiếu nêm gia vị gì vậy Hiếu? Cái này thì chỉ là đơn giản thôi. Tiêu, dừa. Tỏi luôn chưa? Muối. Và nước dừa. Cây dừa đây. Tiêu, muối. Tiêu đúng không?
mọi người. Thử con coi. Rồi để mời đâu có đồ ăn. Lấy ra nè, đó lấy nè, đó lấy ra nè. Ngon thì mờ. Đó, đây đó chấm nè. Con mẹ nó chua nó chả để vô miếng được. Quá. Quá tuyệt vời. Hình như cơm mẻ nó chưa bị chua. Chua bỏ đường vô. Chua chua, nó không có chua. Nó quá chua luôn. Sao kỳ á? Thử đi. Nó không được chua hả? Thử đi. Trời ơi. Chua rồi, chua. Quá chua. Đây là cái khúc người ta bỏ vô miệng nè. Thôi bỏ cái miếng. Nè nè nè. Đó. Đó, không thèm rồi kìa. Ăn quay không đang thèm. À, nó nuốt miếng nó no luôn à. Cái quy á được đấy. Ngon đó. Vừa rất là ngon. Nó rồi kết hợp với cái nước ốc á. Nó ngọt. Cái này nó không có ăn tập bậy mà nó ăn trái nhào nè, lá nhào nè, rồi trái mít nữa. Quá ngon. Hết đi mời thêm. Mình ăn hết cho bự đi con nhỏ chưa lắm. Này dài mà đọc tao không tới. Mình ăn bánh gì chứ cái đám gạo đi về ăn tưởng ốc bắt. Nấu sao mà cay vậy? Trời ơi, trời ớt cái ớt gì kìa Hiếu. Quá ngon, chật về. Chua. Kìa kìa, trái ớt đẹp kìa. Trái ớt đó, ớt Mỹ. Hồ có cây bánh chín cho tư à. Ớt gì ớt Mỹ. Nó bự quá. Có chanh Mỹ nữa kìa. Đang trồng cây chanh Mỹ, chanh trái bự. Ngon quá. Hết biết rồi. Hết đi. Chưa có lần nào mà ăn ốc mà nó ngon như cái lần này hết trơn đó cha. Gì nè, nó ăn nó mới ngon. Ăn cái này là hết chê luôn rồi đó. Hết nồi rồi đó. Cái con ốc lát mới đúng nha. Mà bỏ vô thêm được miếng tiêu nữa thì ăn là khỏi lo. Ok luôn. Nó có ngọt nè. Có bùi nè, có đắng đắng của tiêu nữa. Thành ra mình ăn nó ngon dữ lắm ngon. Nè. Chưa lần nào mà ăn ngon như con ốc này hết. Còn một số nơi là nó còn thôi. Đúng không? Ngoài thứ này nó rất là nhiều không? Đại trà mày cuộn đó. Mưa mà tháng 3, tháng 4 đó. Mưa đầu mùa đó. Ở ngoài đất cài đó, rồi đi ra máy lụm. Thì thôi mình còn chạy châu, cài châu á. Mình phải thuyết trình nó vậy đó, nó mới hay. Rồi, mưa cái... đầu mùa tháng 3, tháng 4 xuống đó. Bắt đầu nó ở trên khô, mưa có nước chứ rồi cái nó bò xuống. Lụm. Ốc, bình cua, các thứ. Còn bây giờ môi trường mình nó bị như bà cái người ta làm lúa nhiều đó, rồi người ta xài thuốc trừ sâu, rồi thuốc ốc rồi đó. Quá nhiều đi rồi cái môi trường nó không còn nữa. Và có còn đi chăng nữa, nó cũng thoát ra trong vườn á. Trong vườn mà người ta không có cải tạo, người ta không có trồng trọt gì á. Còn mà có thuốc trừ sâu hay gì đó, nó chết hết à. Đúng rồi, trình vậy đó. Còn không nữa thì mình phải nuôi, mà cái con ốc nuôi á mình ăn nó không có bằng con ốc thiên nhiên. Nó mập hơn nhưng mà nó ăn nó không có tự tin gì cho mấy, mà cái con ốc cái mùi nó không có thơm như con ốc mà thiên nhiên á, thiên nhiên hoang dã. Mà bây giờ thường thường nó nuôi á, nó cho ăn phân bò không à. Bò
Con ốc nó màu lớn dữ lắm. Có mà. Có màu đó. Mình xin kết thúc video tại đây. Mọi người nhớ like và ủng hộ kênh Về Biển Sông Nước của mình nhé. Và chào, xem và cho ý kiến về các clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.